Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, Xiaomi thường giới thiệu thế hệ Mi Mix mới vào mùa thu, vì vậy là còn cách đây phải vài tháng nữa cơ mới đến thời điểm đó. Và cho đến nay thì những cái tin đồn về mẫu máy mới này thì cũng khá là ít. Tuy nhiên mới đây thì một nguồn tin không chính thức đã đăng tải một hình ảnh được chụp lại thông số của thiết bị có thể sẽ là Mi Mix 4 với thông số cực kỳ khủng. Đầu tiên thì Mi Mix 4 này sẽ sở hữu một màn hình AMOLED với độ phân giải là 2K và tần số quét là 120Hz. Kèm theo đó chúng ta sẽ có công nghệ HDR10 cộng và pin xử lý 5855. Chúng ta sẽ có một dung lượng RAM vô cùng khủng, đó chính là 16GB. Tức là nó còn cao hơn cả chiếc máy có dung lượng RAM cao nhất hiện nay của Samsung, đó chính là Galaxy S10 Plus. Đồng thời thì máy cũng có bộ nhớ trong lên tới là 1TB và có sử dụng chuẩn bộ nhớ là UFS 3.1. Và camera có độ phân giải lên tới là 64MP và điểm DxOMark đánh giá là 115 điểm. Viên pin dung lượng là 4500mAh và kèm theo sạc nhanh 100W. Thậm chí là một thứ không thường thấy trên những sản phẩm của Xiaomi, đó là cái công nghệ chuẩn chống nước IP68 cũng được trang bị cho trên Mi Mix 4 này. Mọi thông số trên thì đều khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng là choáng ngợp. Oh my god, khó thở quá. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải bình tĩnh vì có thể là những thông số trên đã bị làm quá lên. Thế nhưng Xiaomi vẫn có thể trang bị cho Mi Mix 4 những thứ trên là không thể không có. Dù sao thì Mi Mix 4 cũng là một chiếc máy hết sức đáng mong chờ vào thời điểm mùa thu năm nay. Các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam thì Acer đã chính thức ra mắt chiếc Zenfone 6 2019, sở hữu một thiết kế toàn màn hình không tai thỏ. Chúng ta sẽ có camera xoay lập vô cùng là độc đáo. Cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm con chip 5855 nữa cơ, và mức giá bán sẽ khởi động từ 499 đô. Và bắt nhịp với xu hướng chung hiện nay thì Acer Zenfone 6 2019 sở hữu một màn hình tràn viền thực sự không hề có tai thỏ, không giọt nước và mang đến cho chúng ta một cái không gian hiển thị rất là lớn với tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới là 92%. Và với màn hình IPS được trang bị trên chiếc máy này, chúng ta sẽ có kích cỡ là 6.9 inch và độ phân giải là Full HD cộng, tỷ lệ là 19.5:9. Độ sáng màn hình sẽ là 600 nit và được bảo vệ bởi màn kính cường lực Gorilla Glass 6. Và với thiết kế toàn màn hình này thì Acer đã loại bỏ camera selfie trước, không áp dụng những cái phương thức kể camera selfie thỏ thuần như là Oppo F11 Pro. Thay vào đó thì hãng đã lựa chọn giải pháp xoay camera, tức là flip camera. Và hệ thống camera kép của Acer Zenfone 6 sẽ bao gồm cả viễn trình 48MP với khẩu độ là f1.79 và camera phụ 13MP kết hợp với một ống kính góc cực rộng 125 độ. Và Zenfone 6 kết hợp với 4MP thành một khi chụp ảnh, do đó sẽ tạo ra một bức ảnh là 12MP với nhiều chi tiết và màu sắc tốt hơn. Ngoài ra thì camera trên Acer Zenfone 6 còn hỗ trợ quay video 4K 60 khung hình trên giây kết hợp với ổn định hình ảnh điện tử IIS. Và với sự mong đợi của người dùng đối với một chiếc smartphone Android hàng đầu trong năm nay, đó là chúng ta sẽ có một con chip Snapdragon 855. Kèm theo đó chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 6 hoặc là 8GB và bộ nhớ trong sẽ dao động là 64 hoặc là 128GB. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng qua cái cắm thẻ nhớ nữa. Ngoài ra thì Acer Zenfone 6 2019 xuất hiện với Acer Zenfone 6 2019 được xuất xưởng của Android 9 Pie đi kèm với giao diện ZUI 6 và trang bị viên pin lên tới là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 lên tới 18W. Và Acer Zenfone 6 2019 với bộ nhớ trong là 6GB và 64GB ROM sẽ có mức giá bán lẻ là 499€ tại châu Âu, tức là tương đương với 11,7 triệu đồng. Và với phiên bản 6GB, 128GB ROM và 8GB và 256GB ROM sẽ có mức giá là 559€ và 599€. Các bạn mến, sau khi rút khỏi trách nhiệm giải cứu thế giới thì Iron Man hiện nay có lẽ là đã tìm cho mình một công việc nhẹ nhàng hơn, đó chính là làm đại sứ thương hiệu cho OnePlus. Và trên trang Weibo cá nhân của mình thì Robert đã khiến các fan của Endgame cũng như là các fan công nghệ cảm thấy rất là hào hứng và rất là ngạc nhiên với hình ảnh tay cầm chiếc OnePlus 7 Pro đứng bên cạnh một chiếc siêu xe màu xanh, là một thương hiệu xe đua cũng đang hợp tác với OnePlus và mặc combo là áo vest và giày thể thao. Và theo tờ Economic Times thì siêu sao điện ảnh này sẽ trở thành đại diện người quảng bá cho chiếc OnePlus 7 Pro tại các thị trường châu Á như là Ấn Độ và Trung Quốc. Và là một trong những thương hiệu điện thoại với tốc độ tăng trưởng nhanh hiện nay, OnePlus đang từng bước chứng minh khả năng của mình khi lần đầu tiên cho ra mắt 3 phiên bản OnePlus 7 cùng lúc, nếu như chúng ta tính thêm cả phiên bản 5G nữa. Đồng thời, sự kết hợp với một siêu sao màn ảnh nổi tiếng hiện nay như Robert chẳng hạn. Và chắc hẳn là số tiền mà OnePlus chi ra để mở được siêu sao này cũng không hề rẻ khi các bạn nhìn sang mức cát xê cực khủng lên tới 75 triệu đô từ Adventure Endgame. Và với sự hợp tác lần này, triết lý thương hiệu không bao giờ hài lòng sẽ thể hiện một cách mới cũng như là thông qua các chiến dịch trong tương lai tới đây của OnePlus. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đừng quay những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.